Chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh Tối Diệu Chủng. Tôi tên tôi Ngô Tùng, đến từ công ty nhiệm hoạn diệt chủng một. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng cái loại thuốc diệt kiến sinh học Optirat. Thì cái dòng Optirat là một trong những loại thuốc diệt kiến cao cấp nhất hiện nay các bạn, là dạng gel 30g, diệt cực kỳ dễ, an toàn. Thì các bạn nhớ xem hết video này mà các bạn để biết cách xử lý kiến nha. Tại vì cái dòng Optirat không phải loại nào nó cũng diệt được. Thì trước tiên mình test cho các bạn là loại con kiến đen thì thường là con kiến hâu rồi các bạn. Con kiến này nó nhỏ xíu, nó bò cực kỳ nhanh luôn. Cái đường đi nó khoảng 2 cm đi, mình kéo khoảng 2 cm để nó đi ngang, nó đụng thuốc là tự động nó bu lại luôn. Rồi con này nó bu, nó dính con kia. Rồi trên đường đi đó, nó ăn xong rồi các bạn, nó trên đường đi nó để lệ thuốc, rồi con khác bò vô nó chết luôn. Rồi không, những cái con mà nó ăn thuốc đó, nó ăn xong rồi nó đi về, nó tha về tổ. Thường con kiến thì nó sống á, nó truyền thức ăn hay là truyền tinh nó bằng miệng hết. Thì con này nó truyền qua con kia rồi nó chết nguyên đàn luôn. Thì đặc biệt con kiến hôi thì các bạn, nó sống thường ở trong cái kẽ tường hay là cái gạch ốp tường á, có kẻ hở là nó sống trong đó. Hai là mấy cái hộp gen đó bạn, hộp gen ở đâu nó bò trong hộp gen ra, mình phun thuốc cũng hơi khó. Thì cái trường hợp này mình chỉ cần là mình lấy cái hộp Optigas mình đặt theo đường đi của nó là tự động nó bu lại, nó ăn từ từ, như có thể là 1-2 ngày là nó chết hết luôn các bạn. Thì mình cứ cảm thấy mình đặt cái gì mà hạt đậu thôi, đặt theo đường đi của nó, chừng nào mà nó hết thuốc đó, thì mình đặt thêm, đặt từng cỡ vài lần là nó hết. Các bạn thấy không, kiến cực kỳ luôn. Đây là trong nó đi trong đường hộp gen các bạn. Đây mình sẽ test cho các bạn cái loại thuốc Optigas dành cho con kiến đỏ. Con kiến đỏ thường là kêu con kiến lửa, kiến ghiện các bạn, nó màu đỏ. Nó bò chậm hơn con kiến đen. Thì cái trường hợp này ở đây nè, nó bị cực kỳ nhiều kiến luôn. Nhưng mà lâu lâu nó mới bò ra chứ nó không bò ra liền. Thường có thức ăn độ bạn. Thì hôm nay mình sẽ có nhử mấy con tép sống các bạn để cho nó bò ra. Thì mình đã test thử cái dòng Optigas này mấy lần luôn. Riêng con kiến đỏ này nó, cái dòng Optigas nó không hiệu quả nha bạn. Con kiến đỏ này nè là tự động á, nó thấy cái thuốc này á, thuốc Optigas là tự động nó tránh ra chỗ khác, nó không ăn. Riêng á con kiến lửa này nè thì các bạn nên mà sử dụng cái dòng Phenytoin hay là dòng BTK, hiện tại là hai dòng đó diệt cực kỳ hay. Cái dòng BTK á là dạng bột, mình gắt theo đường đi của nó hay gắt theo tổ là tự động nó lan truyền về tổ thôi. Với một phần á là con kiến đỏ này nó có ít tụ lại nghe bạn. Nếu có thể đi lừa thưa thì bạn lấy cái gì bạn nhử á, giống như là con tép nè hay là cái thức ăn dư thừa gì đó, hay là trộn với đường vậy đó, mình nhử cho nó ra rồi mình gắt BTK lên rồi cho nó trên đường đi của nó, cho nó lan truyền về tổ. Thứ hai trường hợp các bạn muốn nhanh á, tại dòng BTK nó một cái vấn đề, nó trong nhà mình nó gắt á nó sẽ bay tùm lum, là sẽ bột mà mình quắt quạt cho nó bay à. Còn cái trường hợp mà phun á, phun thì mình cũng nhử, giống như trường hợp trong nhà mình nhử xong rồi mình lấy dòng thằng Phenytoin, dòng dù của Dung Quốc Bỉ các bạn, phun cực kỳ hay luôn, phun cái là sạch sẽ. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn rồi. Các bạn thấy kiến lửa cực kỳ nhiều không? Mà cái dòng hiện tại là mình tóm lại là cái dòng Optigas chỉ dành cho con kiến đen, gọi là con kiến hôi. Thứ hai, còn cái trường hợp mà con kiến lửa là không, nhưng nó không gì được các bạn. Nếu trường hợp mà mình xác định kỹ đi, mình mua là chắc định kỹ là con kiến đen thì mình sẽ mua nó, còn con kiến đỏ thì không nên mua. Thì cái buổi hướng dẫn mà xử lý kiến đó là kết thúc. Các bạn xem video đó hay, bố nhớ like, share, đối dẫn như thế theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Hình thức thanh toán của công ty như sau: công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964131419. Xin chân thành cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng.